Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Moto Văn Nga 79. Chào mọi người nha. Moto Văn Nga 79 là một kênh chuyên mua bán và trao đổi xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng, đặc biệt là xe xài lướt, giấy tờ rõ ràng, sang tên toàn quốc nha mọi người. Nói chung đa phần là xe xài lướt không à, chỉ có một số ít mới nó không sản xuất mới á, thì mình mới bán mấy cái xe nó không phải xài lướt thôi. Rồi, chủ đề hôm nay cũng xin review vài bé tiếp theo để phục vụ quý khách hàng, anh em, bạn bè quan tâm để lựa chọn nha. Chỗ này hơi tối không ta? Rồi, mới review xong một bé Fat Boy siêu can siêu lớt luôn. Rồi, tiếp tục là ba chiếc Harley. Chiếc này thì có làm clip rồi, chắc anh em cũng đã biết. Và chiếc này cũng có làm clip rồi, nhưng mà chiếc này vừa rồi được bán nhanh cho người anh ở ngoài Long Khánh, nhưng mà về ảnh dùng ảnh thấy nó hơi nặng nên ảnh đổi qua con Rebel 300. Ảnh muốn đi xe nhẹ tí, nói chung ảnh hơi lớn tuổi nên mình mới về gia về. Vừa rồi có người anh mấy anh em tính hỏi dòng này á, mà hỏi sau mà bị bán rồi á. Nếu có thấy lại cái clip này thì liên lạc lại dùm nha, tại vì nhiều khi không lưu số điện thoại kịp cái nó quên nó trôi luôn rồi, có gì liên hệ lại nha. Rồi, một chiếc Superlow 2020 phiên bản nhập Thái và Superlow 2017 883 nha, dòng này dòng 883 nha, phiên bản nhập Mỹ. Đây là chiếc Rotter 1002 phiên bản nhập Mỹ. Đây, hai cái này có nói là chắc anh em nghe chắc cũng nếu coi qua cũng đã biết. Rồi nha, anh em kiếm xe đời cao thì có xe Harley nhập Thái đời 2020 và chiếc này đời 2017 nhập Mỹ nha. Chiếc xe này màu trắng, ở trên hình không biết thấy có đẹp hay không, chứ ở ngoài là cái màu trắng rất là đẹp, màu trắng sữa, màu trắng này có kim tuyến nè, màu trắng rất là đẹp nha. Em ghi gần mọi người xem cái. Đó, màu trắng xanh. Rồi, chiếc này 2017 nhưng lăn bánh chỉ có 5.000 cây thôi, 5.200 cây thôi. Chiếc xe odo rất là thấp. Chiếc này thì 10.000 cây, odo 10.000 cây này cũng không có nhiều lắm. Nói chung 2017 tới nay mà odo 10.000 thì không có nhiều nha anh em, nha mọi người. Rồi, em ghi dòng ở kia một cái rồi. Harley tầm trung á thì đây, hiện giờ đang có 3 chiếc. Dòng tương đối trung cũng nhỏ thôi, không có quá lớn so với Harley. Trong kia thì chiếc Fat Boy thì 1886, phân khối thì nó lớn hơn nhiều. Đó, đây là những anh em mà tầm trung tiền và mới chơi xe, chơi những dòng này cũng khá là hay. Và những anh em không có quá lớn con đó, những dòng này phục vụ cho những anh em đó. Rồi, đây biển số thành phố. Chiếc này biển số thành phố nha, chiếc này đang tháo cái biển số rồi, chiếc này vừa rồi tháo tính rút hồ sơ chưa kịp gắn vào, sorry mọi người. Số thành phố luôn, chiếc này biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Chiếc này đăng ký tháng 12 2020, ngày hôm nay là lăn bánh đâu rồi ta, đây bấm lộn, 2881 km thôi, chưa được 3.000 km nha, nên chiếc xe còn rất là mới, cực mới luôn. Chưa được odo, chưa được 3.000 mà màu đen. Thùng xăng này có không phải dán keo, mới rửa xong không phải dán keo, mới tinh luôn nha, mới lắm. Anh chủ này có vào được gác chân rồi nè, lên được cái yên này 17 triệu. Và cái yên rin solo còn nha, quý khách mua thì tặng luôn cái yên solo luôn, gắn yên solo và tặng cái yên này. Yên này nếu mà đi mà chở bạn gái, chở bà xã gì ngồi sau, chở trẻ con gì ngồi đằng sau, ảnh làm lên cái yên này lớn êm. Còn yên, nói chung là nguyên cái yên này rất là êm. Rồi còn yên solo thì quý khách mua thì sẽ giao qua cho quý khách luôn, giao tặng luôn. Rồi, cơ bản thì xe zin hết, không có gì hết. 2020 nha, lăn bánh chỉ chưa được 3.000 cây, mới 2.800 cây thôi, mới tinh đó, mới nè.
Tại mình ghi 3 chiếc một lượt nên nó hơi chặt tí. Mình trong tình trạng xe thì chiếc xe mới lắm, vỏ rồi còn gai gió rồi còn nhiều, chứ không có bị rộng nhiều, mới lắm luôn. Những chiếc xe như vậy là còn bảo hành hãng rồi đầy đủ hết. Để coi, bảo hành hãng 2 năm thì mới mua cuối 2020, thì năm nay cuối 2020 còn bảo hành hãng 1 năm nữa. Tất cả bảo hành còn nguyên giá trị. Này, xe có được móc bô. Đã, xe đã được móc bô. Chiếc này cũng đã được móc bô, bô zin móc luôn. Chiếc này cũng đã được làm bô. Không có vô bô, ba chiếc xe được làm bô lại hết rồi. Đó. Trong tình trạng thì xe bảo dưỡng hãng rồi đầy đủ hết nên chiếc xe còn rất là mới, không có trầy xước, không có gì nha mọi người. Nha, xe mới tại hãng sau. Nói chung là mình nói cũng sợ nó cũng hơi quá, chứ xe mới tại hãng sau thì nó cũng đây nó cũng gần giống như vậy. Đối với chiếc này nha, được tặng kèm thêm cái yên này nữa, yên solo thì về mình không thích thì chỉ tháo nhẹ này rút cái yên ra thôi, rất là đơn giản, đi một mình tháo yên này ra. Mấy chị mà muốn chồng đi chơi một mình không có chở ai đó thì đừng cho đi cái xe, đừng có cho đi cái yên này nha. Mấy chị tháo cái yên này ra cho anh chồng đi một cái yên solo thôi là không có chở được ai hết nha. Mình hướng dẫn cho mấy chị như vậy để cho nó an toàn đó, chứ nhiều khi mấy anh đi ra ngoài là chở ai thì mấy chị sợ, thì mấy chị chỉ cần tháo này ra, lấy cái yên này ra gắn yên một thôi. Mấy anh đừng có chửi mình nha. Rồi, nói vậy chứ nói thêm cho nó vui một tí thôi. Rồi, nổ máy nghe nha. Rồi, những đời cao thì xài khóa thì cũng xài khóa chip hết rồi, khóa từ hết rồi, cũng thắng ABS luôn. Chiếc bên kế bên đời 2017 cũng vậy, phiên bản Mỹ cũng vậy, đã xài thắng ABS và cũng khóa chip hết như những dòng đời cao như thế này. Và đó, 2017 với chiếc này thì cũng không có khác nhau nhiều, chẳng qua mình khác là nhập Thái với nhập Mỹ thôi, chứ còn nó cũng không có khác nhau nhiều. Dòng làm cái yên này hơi cao nhẹ một tí. Hơi cao nhẹ một tí, chứ không là nó sẽ thấp như thế này nè. Cái này nó hơi cao nhẹ một tí, mà ngồi thì nó im hơn. Đó. Riêng dòng Harley Superlaw 883 này, nó lanh xe lắm. Mình chạy nó rất là linh hoạt, cái tay lái nó cao lên như thế này nè. Đó, và nó nhẹ cái xe. Nó cao lên và nó nhẹ cái xe nên thành ra nó linh hoạt lắm, nó không có khó sử dụng nha, nó năng động, nó linh hoạt lắm, nó dễ sử dụng, dễ điều khiển. Những anh em mới chơi đó, chưa quen Harley thì mình mua những cái xe nó tầm trung nhẹ như thế này, nó vừa xách xe nó vừa nhẹ và tầm tiền nó vừa nhẹ nữa, thì mình chơi nó sẽ an toàn hơn. Sau này mình có muốn đổi lên cả như mấy dòng lớn như thế này, và lớn có những chiếc lớn hơn nữa, thì nó khỏi có quá hớp. Chứ còn nhiều khi mình chưa quen xe, làm cái xe nó lớn quá thì nhiều khi về dùng nó khó khăn và nó không an toàn. Thì mình góp ý vậy thôi, mình chia sẻ vậy thôi, chứ còn những quý khách đã quen xe rồi thì không có cần. Rồi, chiều cao yên cũng chỉ 675 thôi, thấp chứ không có cao. Chiều cao yên như vậy nó không có cao, nên đối với những thể trạng của người Việt của mình tương đối không có lớn. Lâu lâu mới có người lớn, còn tầm trung nhỏ nhỏ vừa vừa nhiều lắm.
Nên đối với những anh nhỏ nhỏ vừa vừa đó thì với những con xe như vậy không có sao hết, xài rất là an toàn, rất là thoải mái. Chiếc này thì thể thao hơn một chút nha, phải chồm hơn nha, phải gù lên hơn nha, cơ bắp hơn nha, cái hơi hướng của cái form nó như vậy. Anh em thích dùng cái nào thì dùng. Rồi tất cả những xe này thì được mua đập thùng tại hãng hết, nên vấn đề về giấy tờ sang tên hay là thủ tục thì rất là đơn giản, không có gì khó khăn. Rồi báo giá luôn. Chiếc Fastball, chiếc Fastball mới nói lúc nãy. Chiếc Superlau 883 đời 2020, mua cuối 2020 nha, mua 2020 nha. Rồi chiếc này ra tên xong xuôi thì gần 400 triệu, nằm tầm 300 tấm mấy. Thì vô yên rồi nữa luôn thì chiếc này tương đương 400 xong xuôi, khi có yên gắt chân là luôn tương đương tầm 400 triệu cho chiếc này nha. Đời 2020 mới có 1 năm thôi, mới có 1 năm thôi. Lăn bánh mới có 1 năm thôi mà lăn bánh có 2.800 km thì không có nhiều. Xong xuôi hết chiếc này giá mới ra tên và vô một ít đồ là tầm 400 triệu. Thì rồi giá bán cho chiếc Superlau này ra tên xong xuôi xe mới và vô đồ chơi là nó tương đương nó tầm 400 triệu. Thì đó là giá xe mới nha, mới lăn bánh có một năm thôi thì có 2.000 mấy trăm cây, thì giá hôm nay bán là 325 triệu. Anh em vui vẻ thì có thể bớt nhau vài triệu nữa được nha. 325 triệu cho chiếc xe màu đen này, Superlau 2020. Và chiếc này có nói trên clip cũ rồi, chiếc này thì 275 triệu, cũng có lăn bánh có 5.000 thôi, đời 2017 phiên bản Mỹ. Anh em thích Mỹ thì mua này, anh em thích xe Thái thì mua này nha. Cũng là Harley hết nhưng mà sản xuất Mỹ, đây sản xuất Thái Lan, nhập Thái Lan, này nhập Mỹ vậy thôi. Còn chiếc này thì 375 triệu cũng phiên bản nhập Mỹ đời 2017 luôn, tất cả đều hải quan chính ngạch hết. Rồi, 375 triệu, 275 triệu và 325 triệu. Anh em mến chiếc nào thì đến với chiếc đó luôn. Rồi một lần nữa rất là chân thành cảm ơn mọi người. Trên cái góc màn hình có hai cái số điện thoại đó, anh em có quan tâm gì thêm thì gọi vào hai số đó. Và hai số có Zalo hết luôn, mình có thể nhắn tin hay là gọi điện gì vào hai số đó của mình luôn. Rồi một lần nữa rất là chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ. Xin chào mọi người.